Có những nguyên lý bất biến trong bóng đá kéo dài cả chục năm qua. Cách mà Lionel Messi lại tiếp tục chiếm trọn spotlight trong trận đấu, bất kể anh đã 37 tuổi, là một trong số đó. Những gì anh ấy đã làm có lẽ là điều dễ đoán nhất xảy ra đêm nay. Đó là cách mà huấn luyện viên Gerardo Martino đã mô tả về cậu học trò sau màn tiếp đón trước Philly, cũng là cái ngày mà chú dê đã xuống núi. Lionel Messi một lần nữa lại tỏa sáng khi trở lại sân cỏ sau thời gian nghỉ dài vì chấn thương. Được biết đến với khả năng phi thường trong việc tạo ra những khoảnh khắc kỳ diệu, Messi đã ghi hai bàn thắng trong 4 phút giúp Inter Miami giành chiến thắng 3-1 trước Philadelphia Union tại MLS. Đối với người hâm mộ thì màn trình diễn này là điều dễ đoán nhất khi nói về Messi, nhưng đó cũng là minh chứng cho sự bền bỉ, tài năng và tầm ảnh hưởng của anh trên sân cỏ. Trở lại sau chấn thương mắt cá chân gặp phải khi Argentina đăng quang Copa America, Messi ngay lập tức chứng tỏ giá trị của mình. Mặc dù đã 37 tuổi, anh vẫn khiến cho người hâm mộ phải ngỡ ngàng trước những đường bóng tinh tế và khả năng quyết định trận đấu. Trong trận đấu với Philadelphia Union, Messi đã chứng tỏ tại sao anh vẫn là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới khi ghi cú đúp trong hiệp 1 và kiến tạo cho Luis Suarez để hoàn tất chiến thắng. Với phong độ ấn tượng, thủ quân Lionel Messi đã giúp đội bóng của mình duy trì ngôi đầu bảng MLS Eastern Conference, tiếp tục củng cố di sản của mình thêm phần rực rỡ hơn trong lòng người hâm mộ bóng đá. Trận đấu diễn ra với những tình tiết kịch tính khi Philadelphia Union mở tỷ số từ rất sớm với bàn thắng của Mikel Ure chỉ sau 58 giây. Tuy nhiên Messi đã không để đội khách phải thất vọng lâu. Phút thứ 26, anh nhận đường truyền từ Suarez vượt qua một hậu vệ của đối phương và lạnh lùng dứt điểm, san bằng tỷ số 1-1. Động tác ngoặt bóng đã từng khiến Boateng trở thành trò hề tại C1 được tái hiện, và sau đó là cái dáng người thướt tha. Cho dù anh không thể sử dụng cái chân trái hủy diệt của mình, đó vẫn là một cú dứt điểm đủ hiểm hóc để khiến cho thủ thành phía bên kia phải vào lưới nhặt bóng lần đầu tiên trong buổi tối này. Chỉ 4 phút sau đó, Messi lại thể hiện đẳng cấp khi ghi bàn từ pha kiến tạo của Jordi Alba giúp Inter Miami vượt lên dẫn trước. Một pha phối hợp như đã gắn liền với DNA của cả Alba, Suarez và Messi như các ngày thăng hoa tại Barcelona cùng nhau. Một đường truyền ngang, một pha bỏ bóng và điểm chạm sau cùng là quá chớp nhoáng, quá liên lạc. Vẫn là Messi, vẫn là cái sự thanh thoát quen thuộc của anh trên sân. Trong một thân hình mà có vẻ giai đoạn vừa qua đã khiến anh phải tập luyện với cường độ cao, trông săn chắc và đáng sợ hơn cả. Dù đã lâu không thi đấu, Messi vẫn chơi với sự tinh tế và chính xác đáng kinh ngạc. Điều này một phần là nhờ vào khả năng của anh trong việc thích nghi với các điều kiện khác nhau. Sau trận đấu, Messi thừa nhận: "Sự thật là tôi hơi mệt. Nhiệt độ và độ ẩm ở Miami cũng không giúp ích được nhiều. Nhưng tôi thực sự muốn quay lại. Tôi đã rời xa sân cỏ trong một thời gian dài." Anh cũng chia sẻ rằng quá trình hồi phục chấn thương và dần dần tham gia tập luyện với đội đã giúp anh cảm thấy khỏe hơn, từ đó đưa ra quyết định thi đấu ngay từ đầu trận đấu. Bên cạnh đó thì sự phối hợp ăn ý giữa Messi và các đồng đội cũ tại Barcelona như là Luis Suarez và Jordi Alba càng làm nổi bật tầm ảnh hưởng của anh trong lối chơi của Inter Miami. Không chỉ ghi bàn, Messi còn kiến tạo cho Suarez trong phút bù giờ của hiệp 2 để khép lại chiến thắng 3-1 cho đội bóng. Đây là minh chứng rõ ràng cho việc Messi như thường lệ có thể điều khiển trận đấu tài tình, biết cách tạo ra những cơ hội ngon ăn cho đồng đội tinh tế đến như thế nào. Huấn luyện viên của Inter Miami Tata Martino không hề ngạc nhiên trước màn trình diễn của Messi. Ông cho rằng những gì Messi làm trên sân đã được dự đoán trước và ông rất hài lòng khi Messi có thể thi đấu trọn vẹn 90 phút. "Những gì anh ấy đã làm có lẽ là điều dễ đoán nhất xảy ra đêm nay. Tôi vui vì anh ấy có thể chơi trọn vẹn 90 phút và cảm thấy ổn", Martino chia sẻ. Quyết định để Messi và Suarez chơi cả trận thì ngoài tầm ảnh hưởng, ngoài khả năng tạo ra sự khác biệt bất cứ lúc nào của hai ngôi sao này, còn là sự tự tin của ông thầy và đội ngũ. Không có vẻ gì là ông thầy này sợ viên ngọc quý của đội bóng, của đất nước Argentina sẽ gặp vấn đề cả. Điều đó cũng có nghĩa màn tái xuất Vice City cũng là ngày trở lại thực sự, trọn vẹn nhất của GOAT trước những sự lo lắng tận đầu tận đâu về khả năng anh sẽ phải giải nghệ sớm. Messi đã tiếp tục chứng minh rằng anh vẫn là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử khi trở thành cầu thủ nhanh nhất trong lịch sử MLS đạt được 15 bàn thắng và 15 pha kiến tạo, chỉ sau có 19 trận. Kỷ lục trước đó thuộc về Sebastian Giovinco, người cần 29 trận để đạt được thành tích này. Chất lượng thi đấu thế này càng làm nổi bật sự phi thường của Messi khi anh đã thích nghi rất nhanh với môi trường bóng đá Mỹ và tiếp tục duy trì phong độ đỉnh cao.
Trong khi Messi tiếp tục tỏa sáng ở cấp độ câu lạc bộ tại đấu trường quốc tế, anh được dự đoán là sẽ cũng không có dấu hiệu dừng lại. Juan Román Riquelme, cựu đồng đội của Messi ở Barcelona và đội tuyển Argentina khẳng định rằng Messi chắc chắn sẽ dẫn dắt Argentina tại World Cup 2026. Riquelme tin rằng Messi với khả năng tái tạo bản thân liên tục sẽ tiếp tục thi đấu ở đỉnh cao và tỏa sáng thêm một lần nữa trên sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới. Messi đang tái tạo chính mình, bạn không bao giờ biết anh ấy có thể làm gì và tôi không nghi ngờ gì rằng anh ấy sẽ chơi tại World Cup tiếp theo, anh ấy phải chơi, tất cả chúng tôi sẽ cổ vũ anh ấy chơi, Riquelme chia sẻ trên kênh AZZ. Tôi không trêu chọc anh ấy quá nhiều, nhưng chúng tôi nói chuyện rất nhiều. Đó là lý do tại sao tôi nghĩ anh ấy sẽ chơi. Anh ấy rất giỏi, đó là điều không bình thường. Và anh ấy nói thêm rằng anh ấy thực sự thích cạnh tranh. Anh ấy đã giành được rất nhiều danh hiệu và anh ấy vẫn muốn tiếp tục giành danh hiệu. Sự trở lại mạnh mẽ của Messi sau chấn thương là niềm vui đối với người hâm mộ Inter Miami, cũng là niềm tự hào của người hâm mộ bóng đá toàn cầu, đặc biệt là những fan ruột của El Pulga. Anh đã giành tất cả các danh hiệu mà một cầu thủ bóng đá mơ ước, từ các chức vô địch La Liga, Champions League đến Copa America và World Cup. Tuy nhiên, Messi vẫn không ngừng nỗ lực và muốn tiếp tục cạnh tranh ở các giải đấu đỉnh cao. Đó là lý do mà anh vẫn có thể duy trì được phong độ tuyệt vời dù đã bước qua tuổi 37. Inter Miami hiện đang dẫn đầu bảng xếp hạng miền Đông với 19 trận thắng sau 28 trận, hơn đội xếp thứ 2 tới 10 điểm. Thế có nghĩa là ngoài Messi thì toàn đội đang thi đấu rất ổn định dưới sự dẫn dắt của Tata Martino. Tuy nhiên, với sự trở lại của Messi, đội bóng có thêm động lực và sự tự tin để tiếp tục chinh phục các mục tiêu lớn hơn. Trận đấu sắp tới với Atlanta United hứa hẹn sẽ là một cơ hội khác để Messi tiếp tục tỏa sáng. Anh đã chứng minh rằng tuổi tác chỉ là con số khi anh tiếp tục tạo ra những màn trình diễn đẳng cấp. Messi không chỉ là một cầu thủ xuất sắc mà còn là biểu tượng của sự nỗ lực không ngừng và khát khao chiến thắng. Dù có nhiều ý kiến cho rằng Messi nên nghỉ ngơi để bảo vệ cơ thể sau những chấn thương, nhưng rõ ràng là anh vẫn còn đam mê với bóng đá và sẵn sàng cống hiến hết mình mỗi khi ra sân. Những lời nhận xét của Riquelme về khả năng Messi tiếp tục thi đấu tại World Cup 2026 không phải là điều quá xa vời. Với sự chuyên nghiệp và lòng quyết tâm, Messi hoàn toàn có thể thi đấu thêm vài năm nữa ở đỉnh cao và thậm chí là tiếp tục tạo nên những kỷ lục mới. Kết thúc trận đấu với Philadelphia Union, Messi đã thể hiện rằng anh không chỉ trở lại mà còn mang theo cả niềm tin và khát vọng chiến thắng. Sự xuất sắc của Messi trên sân cỏ vẫn là điều khiến cho người hâm mộ bóng đá khắp nơi phải thán phục. Sự thanh thoát trong từng bước chạy, phong cách ăn mừng không lẫn đi đâu được. Rồi thì đặc biệt là điệu 9-9 mô phỏng lại của cầu thủ bóng rổ Stephen Curry lại một lần nữa chỉ ra những nét thân thiện, hòa nhập mà Messi chẳng ngần ngại tiết đãi khán giả, chinh phục đỉnh cao, chinh phục khán giả và đem tới những trận đấu cháy hết cả vé. Thế gian này chỉ có mình Messi là làm được thôi.